lấy cái cọng dây ra chia chia quanh cái. Trên phương lên cái cây xoài này nghe bạn. Xoài này tàn cũng khá lớn rồi. Nằm cặp chỗ cái nhà luôn nghe bạn. Gốc của nó khá khủng nghe bạn. Cái này khoảng 150 á. Khoan khoan khoan, cho bỏ mấy cái tàu ra cái. Treo qua thôi. Từ ông ấy cái nhánh này nó đầu treo ra đúng không? Treo nguyên nhánh đó. Thường treo nhánh này ra nó văng qua.
xoài này nó lỗi trái tròn nha bạn, trái nó ngộ lắm nè, trái nó gần giò. Bỏ đi.
sắn cây ấy cây cắt hơi qua cái nó chảy qua đây cái rồi đi qua. Nào lại kéo đây qua qua qua. Dạ thì lấy củ đi lấy củ. Cái giống như sợi cóc cái tự do. Nó cạn cái nhánh lại đó. Biết nhào xuống mà nó kẹt cái nhánh xài đó. Mày lọt cái dây này qua nạn nè, qua nạn rồi. Nạn chết trên đằng này nó đem tao lại sao? Cái này nữa, kéo ra được không? Kéo ra nổi. Kéo nổi đó. Kéo ra nổi, nổi. Nổi đông kéo nổi, đông kéo nổi. Giật nó qua đó luôn à. Anh cắt chuỗi rồi anh giật nó qua. Cái hơi đó mình cắt qua nổi, thằng nó nhỏ mà. Cái đó làm thế, cắt nhánh trong trước. Cắt chuỗi ngoài này hết, giật nó ra luôn à. Rồi, sao rồi, cắn ơi. Cầm dây ra cắn ơi. Chút kéo luôn rồi.
Giờ lưu thấy nó tới đọt luôn á. Kéo nhánh cuối thì ra luôn đó. Nó nằm nghiêng qua nóc nhà trên luôn. Kéo qua đây. Nhẹ cho nó bay xuống đây luôn đó. Thật. Nó ra ngay đó. Thế là anh chị ạ? Dạ. Quay mình đưa lên YouTube. Xuống luôn, cắt góc luôn được rồi. Khỏi cũng được, từ hôm nay cắt luôn. Cho nó mát, cho anh chị cho nó nắng. Đã sợ nắng rồi. Nở đây nè. Ừ. Để anh chị tránh cho nó nắng. Ừ. Có xe rùa kìa. Có xe rùa khỏe rồi. Bỏ xe rùa lâu rồi. Ừ. Đi là ngon đó. Ừ. Rồi, xuống nè, xuống là cắt góc luôn nha. Sắt một đất. Ah.
quá trời khủng rồi. Trên 16 nha mà. À, bỏng rồi. Xong hết nha bạn, mình xin kết thúc cái clip này ở đây nha. Hẹn các bạn lại clip tiếp theo của mình nha. Bye bye các bạn nha. Cây này chuột.